Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Thanh Liêm vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cho Thiếu tá Lương Thanh Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Và trong ngày hôm nay, lễ viếng đồng chí Thiếu tá Lương Thanh Tuấn đã được tổ chức tại nhà riêng ở thôn Quan Phố, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đại diện chính quyền địa phương, đồng đội, người dân đã có mặt từ rất sớm đến chia buồn, hỗ trợ gia đình, tổ chức lễ tang, tiễn biệt Thiếu tá Lương Thanh Tuấn trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước linh cữu Thiếu tá Lương Thanh Tuấn, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam khẳng định đồng chí Thiếu tá Lương Thanh Tuấn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Trong quá trình học tập công tác, đồng chí Tuấn cùng đồng đội của mình đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng lòng đồng sức ngày đêm giữ bình yên trên mỗi tuyến đường, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Biến đau thương mất mát thành sức mạnh, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nam nguyện tiếp tục thực hiện phần việc của Thiếu tá Lương Thanh Tuấn để lại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông Công an Hà Nam nói riêng. Trước đó, vào trưa ngày 14 tháng 6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam, trong đó có đồng chí Thiếu tá Lương Thanh Tuấn, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại km 122+700 quốc lộ 21A thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, đã bị xe ô tô đầu kéo kéo theo semi remote tông thẳng vào phía sau, vào vị trí của đồng chí Thiếu tá Lương Thanh Tuấn đang đứng, khiến cho đồng chí hy sinh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.